Hello, hello, tất cả quý anh chị em rất là thân mến. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Wow, bữa nay có con lựa này đẹp lắm nha anh chị em nha. Nào, mới vừa ra xong nè. Trời ơi, coi nó ăn nè. Nó ăn như đúng rồi á. Rồi bây giờ đỡ mất thời gian của anh chị em mình thì trước tiên là em sẽ review lại cho anh chị em mình xem một cái con chè than một mùa. Đó, con này thì ngày hôm qua anh trai ảnh chốt nhưng mà anh chị em mà có xem cái clip á, thì cũng biết. À, anh lên cái anh thấy cái con lựa đuôi 21 đó, đó thấy con đó đẹp quá thì anh đã chuyển hướng cuộc gọi ấy lộn xin lỗi chuyển hướng anh lấy cái con lựa đuôi 21 đó và con than này anh kêu em bán lại đó. Thì bữa nay là em tiếp tục em đăng lại cho anh chị em mình có nhu cầu bảo tồn nha. Cái con than này hôm qua có rất là nhiều người hỏi luôn đó, nhưng mà do là em chốt với lại cái anh trai mà em mới kể là mua lựa 21 rồi đó đó, cho nên là em không dám bán đó. Bữa nay đăng lại nha. Đó, giá thì không thay đổi, vẫn 600 cành nha. Than một mùa ha. Đó. Nó bị cái móng nó dài, nó nhảy bị gãy hai cái móng, giống như anh chị em nào mà nếu mà ngày hôm qua có xem clip thì biết ha. Con than này nè, đó. Không tạch lỗi gì hết nha. Chim anh cám hiện Bảo Khánh nha anh chị em nha, cám viên luôn đó. Đó, chim này một mùa rồi. Rồi bây giờ tới cho lựa đẹp nè. Bữa nay về được một con lựa đuôi 19.5, chim đẹp nha, giá 700 cành, chuồng 22 nha anh chị em nha. Đó, mới vệ sinh chuồng trại sạch sẽ hết rồi anh em à. Chim cò mới tinh thả vô cái là bao đẹp luôn. Đó. Con này đuôi 19 năm đẹp nha anh em nha. Nó 700 cành nha. Rồi, hình thức thanh toán thì bữa giờ có nhiều anh trai mới. Nói chung là cũng mới xem kênh rồi mấy anh trai mà ở dưới tỉnh nữa. Anh hỏi là hình thức thanh toán như thế nào Hạ Thành ơi. Đó, thì cái hình thức thanh toán á là anh chị em ở tỉnh thì anh chị em chuyển khoản giùm cho em. Rồi em sẽ gửi chim ra nhà xe và em không bao tiền xe nha. Em không bao cước tiền xe. Đó, anh chị em chịu khó lưu ý nhớ giùm em nha. Chứ để gửi về dưới mấy anh cái ủa Thành ơi sao nhà xe lấy tiền? À, cái đó là em không bao ship nha. Còn cái chuyện ship bao ship hay không bao ship như thế nào hoặc là anh chị em có nhu cầu trả tiền trước thì em trả thôi chứ còn em không có bao ship nha. Rồi, con này chuồng hồi nãy là 22 rồi nha. Bây giờ là chuồng 23. Con này là đuôi 20, đuôi hơi tôm nhẹ nè. Con này để cho anh chị mình giá chỉ có 1 triệu thôi nha. Do cái đầu đuôi nó hơi tươi tươi tí xíu ngay cái rồi để em không biết em zoom lớn lên được không. Rồi. Nó hơi tươi tươi tí xíu rồi nè nè. Đó, một bên đuôi hơi tươi tươi tí xíu ngay đây. Đó. Rồi, con này là đuôi 20 nha anh chị em nha. Chim mới về nó hơi nhát, nó nằm ở trong góc này nè. Để em đập. Đập 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 cho nó ra cho anh chị mình xem cái tướng của nó. Con này tướng cũng khá là mini nha anh chị em nha. Đó. Chim nó mới vừa về nó nhát nhát, nó hay rút ở trong góc đó. Đó, lại nhảy xuống góc thấy không, làm kiểu gì thì là nó cũng nhảy xuống góc nó trốn rồi để nó tìm cái nơi an toàn đó anh em à. Rồi con này là chuồng 20 nha. Ấy à, dạo này gì già cả lú lẫn quá. Con này là chuồng 23 đuôi 20 nhưng mà đầu đuôi nó hơi bị tươi xíu xíu đó, để cho anh chị em giá là 1 củ. Rồi tiếp theo chuồng 24, hồi nãy là cái con này ngay ngay cái khúc đầu em quay cho anh chị em mình nè. Cái con này đẹp nè, đó anh chị em thấy cái đuôi nó đuôi cũng tương đối hơi to to và cũng hơi hơi tôm nhẹ, đuôi đều đẹp nhanh cho em nha. Đây. Đó, con này khá tịnh chim nha, con này chuồng 24. Đuôi 2002 nhanh cho em nha. Con này để cho anh chị em mình giá hồi nãy em em ghi trong đầu mình nhớ là 1,1 triệu nhưng mà tới hồi ghi lại ghi 1,2 triệu. Thôi, để chút xíu em sửa lại nha. Con này để 1,1 triệu thôi nha. 1,1 triệu chuồng 24 nhanh cho em nha. Đó, con này mẫu khá đẹp nè. Mẫu khá đẹp, rất tịnh chim nhanh cho em nha. Đó, ăn uống khỏe mạnh, tắm rửa về cho tắm liền luôn cũng được nha. Có mấy anh hỏi là ủa Thành ơi lấy chim về tắm được, tắm thoải mái anh chị em à, tắm thoải mái đó. Anh chị em đi ở ngoài tiệm mua mấy con xù xù thì về tắm thì nó dễ, coi như là đăng xuất khỏi thế gian thôi, chứ còn mấy con chim này anh chị em mình về nuôi tắm thoải mái nha. Rồi con này mẫu rất là đẹp luôn nha anh chị em nha. Đó, mẫu rất là đẹp luôn, đuôi tôm đó, tướng cao cầu rất là đẹp nha. Con này chuồng 25, con này thì 1,3 triệu nha. Con này mép trong, đuôi 2005. Nó có cái mũi nó hơi xước tí xíu à. Đó. Đây nè, xước tí xíu à. Em không có thể nào em quay sát được, anh chị em thông cảm giùm em nha. Đó, nhưng mà tướng con này rất là đẹp nè, đó. Tướng tá đuôi đồ này nọ các kiểu luôn. Con này đuôi 2004 nha anh chị em nha. 2004 á, đó. Có người gọi 2004, có người gọi 2004. Đó, mà tướng con này thì đẹp lắm. Đó. 1,3 củ nha anh em nha. Con này 1,3 củ nha. Con này 1,3 củ đó, tướng đẹp lắm. À, cái con này khoái dế lúc nãy em thử em thả vô một hai con dế cũng ăn như chết đói anh chị em ạ. Đó, coi tướng đẹp không, tướng này đẹp lắm nha. Nhưng mà nó có một bên cái mũi á,
nó hơi bị thiếu lồng tí xíu, em không có quay sát được nha anh chị em nha, thông cảm giùm em nha. Rồi đó là chuồng, con này chuồng 25 nha, là đuôi 204 nè, đó mép trong nha, con này chim mép trong mùa này luôn nè. Con này mùa sau anh chị em mình nuôi đuôi nó dài lắm, mà con này đuôi hơi tôm tôm đẹp lắm nha anh chị em nha. Con này nè, đó, đuôi hơi tôm tôm đẹp lắm. Rồi qua bên này chuồng 26, con này đuôi gần 21 luôn anh chị em ơi, nhưng mà nó con này chân trắng móng trắng luôn nè, nó bị mẹ một ngọn đuôi nè, với lại nó có một cái ngón này để mình cho lên cầu, cái em zoom lại cho anh chị em mình, cái ngón này nó nhảy nó bị kẹt vô cửa hay sao đó, có một cái ở ngoài Hà Nội kêu cái ngón thơ ngón hậu ngón hậu đi, trời mẹ kêu mẹ cái ngón sau đi vật ngón hậu đó, cái ngón sau ngay chỗ trước mặt anh chị em à, đó để cho lên cầu, cái này chết đói dữ vậy trời, nói sâu thì cho anh sâu thái đâu vậy, cho nhìn đói rồi mà nó chết dữ, để cho nó qua anh cầu này là anh chị em mình sẽ thấy nè, cái con này đẹp lắm, tướng nhỏ xíu anh chị em à. Đó nó có cái ngón đỏ thấy không, con này đuôi cũng hơi tôm nè, mã biển bị mẹ ngọn đuôi nha, với lại cái ngón sau nó vẫn còn nha, nhưng mà nó lúc bấu lúc không, có thể là nó bị kẹt vô ngay chỗ mấy cái chỗ này nè, nhiều khi nó bị nhảy cái nó thọt cái giò vô đây nè, cái nó nhột nó không giờ đứng cái lúc bấu lúc không anh về mặt cái ngón sau á. Con này đuôi gần 21 luôn nha, đuôi gần 21 luôn, đuôi 208 á, nhưng mà nó bị mẹ ngọn nha. Đó tướng đẹp không, tướng đứng vũ vũ rất là đẹp luôn anh chị em ạ. Để em canh canh cái ngón sau á, để em để ngay cái góc này đi, quay cho anh chị mình xem cho nó rõ nè, để mà nó nhảy cái đầu nó vô đứng như này là khó thấy, tại vì nó bị chân bên kia kìa, đó cái chân bên trong á anh chị em, để cái chân bên trong á, đó lâu lâu nó nhột nhột đứng nó trượt trượt thấy không. Nó con này tướng đẹp lắm, tướng nhỏ xíu à, tướng siêu giống như là mini giống như em vậy nè, coi nè đó thấy không, con này để cho anh chị em mình 800 cành thôi nha, đó do là nó có một cái ngón sau á, nó lúc bấu lúc không nha, móng thì vẫn còn đầy đủ nha, nhưng mà lúc bấu lúc không đó, để cho anh chị mình 800 cành thôi con này nè, đẹp lắm anh chị em à nè. Đó rồi bây giờ em quay cho anh chị mình xem một cái hai con họa mi, nhưng mà có một con này giá rẻ mạt luôn á. Đây nè, để em quay cho anh chị mình xem nha. Rồi để em quay cái con họa mi giá rẻ này trước cho anh chị mình nha. Má bữa giờ em nhập cả gần 40 con họa mi á, mà bữa em bán được có mấy con mái à, không có mái luôn á. Mà bây giờ hiện tại là em đang còn một con mái mà em chưa thể nào em tách nó ra được anh chị em ơi. Họa mi em về nhiều lắm, 30-40 con là bình thường à. Anh chị em mà xem cái clip mà em ra ngoài ga Hà Nội em lấy á, thấy lộ xin lỗi, ga Sài Gòn chứ. Ù, nó ở trong Sài Gòn mà nghĩ sao ra ga Sài Gòn Hà Nội luôn. Đó. Cái con này nha. Cái con này nè, đây. Con này á em bao cho anh chị em mình coi như là hot rất là nhiều luôn. Hot rất là nhiều luôn. Đó. Ngày hôm qua em kia cũng có con mà dạng như nó bị gãy gãy đuôi á, nó để trong cái hộc nhỏ đó, nó gỡ vô đây nó bị gãy cái đuôi nè. Đó con này em để cho anh cho mình giá, phải nói là giá hôm nay giá cực kỳ tốt luôn nha. Đó giá phải nói là cạnh tranh trên thị trường, các cái tiệm gym không có tiệm nào bán rẻ giống như em đâu, có lên đây em trả lại tiền gấp đôi luôn. Con này em để cho anh cho mình giá là chỉ có 1 triệu thôi nha, bao cho anh chị mình mắt móng mỏ tay chân đầy đủ, nó chỉ có bị lỗi cái đuôi thôi nha, và chùm lồng áo chứ ai hot hot như cái máy hot dễ man lắm. Đó, do là nó con này nó chưa được nhiều tuổi lồng á, cho nên là nó nhảy chưa có khéo, nó bị gãy. Có thể theo em á là cái này họ nuôi ở ngoài Hà Nội á, họ nuôi ở trong cái hộc á, rồi người ta không có che lại, cái nó nhảy nó bị gãy lông đuôi nhanh cho em nha. Đó, con này để cho anh chị em mình giá chỉ có 1 triệu thôi nha, mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ đó, chỉ bán trong ngày hôm nay thôi nha, chứ qua ngày mai là em ghét em thả vô AV mổ nhổ lông đuôi đi, em thả vô AV mai mốt cho nó đủ đuôi em lấy ra em bán cũng được nữa đó, nhưng mà chỉ bán trong ngày hôm nay thôi. Đây là cái con họa mi gãy lông đuôi, nhớ giùm em nha. Bây giờ em lên một cái con họa mi lông mới tinh đẹp xòe cũng hot nhiều luôn, không tạch lỗi. Rồi đợi em xíu để em lấy xuống nha. Ồ, cái con này thì em để trong cái lồng nan khít này thì quay nó cũng nói chung là nó hơi khó nhìn một tí xíu anh chị em à, nhưng mà nói chung là cái mẫu này á, là lông mới nhảy bung xè, tướng con này bộ chắc cũng cỡ trên 60g ạ à. Cũng trên 60g, con này hot nhiều lắm anh chị em à, hot nhiều lắm, hot rất là nhiều luôn ha, không có tạch lỗi gì hết á.
nó hơi khó xem tí xíu, anh chị em mình thông cảm nha. Nhưng mà cái con này em để cho anh chị em mình giá là chỉ có 1,6 triệu thôi nha, giá 1,6 triệu thôi, bao cho anh chị em mình mắt, móng, mỏ, tay chân, nói chung là các cái lỗi bao cho anh chị em mình tạch lỗi nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là anh chị em mình chịu khó nha, chim họa mi á, khi mà con mới hay con thuộc hay con thuần hay con gì cũng vậy đó, nó về nhà mới thì anh chị em mình chịu khó nương cho nó là một. Cái thứ hai nữa là mình để chữ A, mình treo một cái góc nào yên tĩnh cho nó dùm cho em nha. Đó, con này mẫu coi như là xòe cũng 50% nha. Đó, đuôi nó lúc nào cũng dạng như là người ta gọi là ở ngoài Hà Nội hồi xưa người ta hay gọi là đuôi lá vả đó, giống như trái vả vậy đó. Đó, con này thì để cho anh chị em mình giá chỉ có 1,6 triệu thôi nha anh chị em nha. Đó, 1,6 triệu thôi. Đó, bữa nay chim em nhiều lắm đó, nó hot hot như cái máy anh chị em à. Đó, đó em đang còn một con máy đó mà em chưa tắt ra được anh chị em à. Đó, đó nó đang kêu á. Đó, thấy không? Nghe máy hót thôi là nó xì à. Nghe ơi, xin lỗi. Nghe máy xì thôi là nó hót. Bữa nay nói ngược không à. Đó, hót dã man lắm. Đó, hàng bán bao cho anh em mình hót là như vậy á. À. Nhưng mà biết sao, do là nhiều khi á nó không, nó chưa có tuổi lòng á. Đó cho nên là mình quay cái clip mà để khi mà mình nó đứng nó hót giống như là những cái clip mà anh chị em mình xem trên mạng á thì nó hơi khó anh chị em à. Đó, do là chim này dạng như bội lỡ thôi. Em thường ít giờ họa mi, ít giờ em cầm tay lắm, để là em quay cho anh chị mình đúng không ạ, ít giờ bắt tay lắm. Đó, cái con cụt đuôi này mẫu cũng tương đối được nha, cái con gãy lục đuôi á họ hót nhiều lắm. Đó, bội lỡ mà coi như là ngồi kế bên quay như thế này cho anh chị em mình phải nói là rất là tuyệt vời rồi. Đó, tương đối dạng nha anh em nha, tương đối dạng luôn. Đó, cái con bên này thì to hơn nha, to đẹp rồi này nó khác kiểu luôn. Đó, cho nên cái giá của nó tốt hơn nha, giá có 1,6 triệu à. Còn cái con này thì em nói với anh chị em mình, em chỉ bán trong ngày hôm nay thôi. Đó, anh chị em nào không mua em thả vô AV để cho nó ra đủ đuôi cái em bán. Rồi, chương trình truyền hình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em ở các video tiếp theo nha.